Mày muốn muốn tên này kêu lên loại tao sao? Nó không chỉ biết cảnh báo tao, nó là một phần trong cơ thể của tao. Nó đang làm gì vậy? Cơ thể của nó đang dần thay đổi thành Bách Nguyên số 2, nhỏ lại rồi. Chính vì chúng tao là một thể, cho nên tao có thể chuyển năng lượng cơ thể cho nó. Đây mới là năng lực thật sự của tao. Một cái ô cầm cái ô khác làm vũ khí, mày cũng thấy nực cười sao? Nực cười. Vậy còn cái này thì sao? Cái này chẳng còn lại gì nữa rồi, thật là bị đè xuống rồi, từ từ chờ chết. Có phải mình quá tàn nhẫn rồi không? Hay là đi tìm chị Đại vậy? Bị kiếm pháp giết chết. Đây là quy tắc bắt buộc phải chết của kẻ truy bắt. Đúng rồi, quy tắc trò chơi nói mỗi người chơi đều có quy tắc bắt buộc phải chết. Kẻ truy bắt cũng là một trong những người chơi, cho nên trên đầu mỗi người bọn chúng cũng sẽ hiển thị quy tắc phải chết. Chỉ là xác suất hiển thị quy tắc bắt buộc phải chết của chúng thậm chí gần như là không. Những người lẩn trốn ở đây, có lẽ không có một người nào có thể dùng kiếm thuật giết chết hắn sau khi biến hình. Cho dù mọi người biết quy tắc thì cũng không thể làm gì chúng. Đã đến lúc nào rồi mà mày còn tâm trạng thân tâm? Xem ra lúc nãy hai đứa ta chơi vẫn chưa đủ kích thích. Ôi trời, Chạy cái gì chứ? Đừng chạy mà. Tao vẫn thích dáng vẻ bất cẩn của mày lúc nãy hơn. Hệ thống sửa đổi quy tắc bắt buộc phải chết của người chơi thành Bách Nguyên số 2, sửa thành đi bộ thì sẽ chết. Đang xử lý, quy tắc không phù hợp với lẽ thường, vui lòng nhận lại. Không được sao? Đổi lại quy tắc bắt buộc phải chết của người chơi thành Bách Nguyên số 2, nói chuyện sẽ chết. Quy tắc không phù hợp với lẽ thường, vui lòng nhập lại. Đổi quy tắc bắt buộc phải chết của người chơi thành Bách Nguyên số 2, thành chỉ cần xuất kiếm thì sẽ chết. Quy tắc không phù hợp với lẽ thường, vui lòng nhập lại. Mày đang lẩm bẩm cái gì vậy? Kiếm kỳ lạ, rõ ràng đã hóa giải được toàn bộ hạn chế rồi mà, nhưng sao trong tình huống này vẫn để hắn thoát được? Đáng ghét, phải sửa cái gì mới được thông qua đây chứ. Ôi, trái tim tôi sắp nhảy ra luôn rồi. Tình huống này mà đại lão vừa mất tập trung vừa né kiếm được, đúng là có bản lĩnh. Nếu không phải Bác Nguyên thành số 2 chém lệch, thì chắc đại lão đã chết từ lâu rồi. Các người không thấy kỳ lạ sao? Thành Bách Nguyên số 2 là cấp A, sao giờ nó còn lại chẳng đánh lại người cấp F? Dựa theo tình hình hiện tại, thực lực của thành Bách Nguyên số 2 ít nhất cũng bị hạn chế trên 60%. Tính tổng thể thì giờ cũng coi như là cấp C. Nhưng so với việc liên quan đến thành Bách Nguyên số 2, tôi càng hứng thú. Rốt cuộc M đang nghĩ gì vậy? Có gì quan trọng hơn việc hoàn thành nhiệm vụ? M, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạn đã hoàn thành hạn chế. Em à, tôi đã cho anh cơ hội rồi đó. Tiếp theo phải xem bản thân anh rồi. Thằng ranh, chạy nhanh hơn thả. Hình như tên này luôn dùng ô như kiếm. Chẳng lẽ đổi quy tắc bắt buộc phải chết của thành Bát Nguyên số 2, không thể giết M trong một nhát kiếm. Quy tắc không phù hợp với lẽ thường, vui lòng nhập lại. Quả nhiên, đổi thành không thể giết chết M trong hai nhát kiếm. Quy tắc không phù hợp với lẽ thường, vui lòng nhập lại. Vậy thì không thể đánh bại được M trong ba nhát kiếm, sẽ phải chết. Quy tắc có hiệu lực, sửa thành công. Là sao? Có phải ngươi khinh thường ta không? Thông báo hệ thống,
thời gian tạm dừng của đồng hồ là 3 phút. Hơn nữa, thời gian chờ đợi hồi lại còn rất dài. Mời người chơi sử dụng theo ý muốn. Xem ra là không có đạo cụ vô địch rồi. Đối phó với hắn ta không cần dùng đạo cụ này. Chúc người chơi may mắn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng bây giờ người chưa bắt đã được gỡ bỏ toàn bộ hạn chế. Tại sao mình vẫn... Ai, rốt cuộc mày có làm được không vậy? Đâm tao bao nhiêu nhát như vậy mà không trúng được. Mày nói xem, mày có ích gì? Mày thế này mà đòi làm kiếm khách à? Buồn cười chết tao mất. Tao nói cho mày biết, chỉ dựa vào thể lực, tao cũng có thể khiến mày kiệt sức rồi. Ồ, hao phí thể lực. Kẻ chưa bắt cấp A chỉ có chút bản lĩnh này thôi ư? Không có chiêu thức nào lợi hại để tao được mở mang tầm mắt sao? Thằng ranh, mày nhìn cho rõ đây. Hôm nay tao sẽ cho mày được mở mang tầm mắt. Khí thế mạnh quá. Để tao cho mày xem. Chiêu thức mạnh nhất của tao. Tao thấy nhảy. Sợ rồi à? Hả? Ngu quá ha, không ngờ lại bị lừa thật. Mày dám chơi tao à nhãi con? Tao sẽ xé xác mày ra ăn. Đấy. Không ngờ đại lão lại tránh được. Anh ấy đã trốn vào trong con hẻm. Đại lão đang... Sao tôi cảm thấy hình như tôi đã gặp cảnh này ở đâu đó rồi? Thì lòng vòng, đây không phải là bản sao của Kinh Kha Đâm Tần Vương sao? Nếu cứ như vậy, rõ ràng anh M sẽ thua mất. Trong game, không ai biết hộ giá cho M. Các nguyên thành số 2 cũng sẽ không mệt. Vì vậy, đối với M mà nói, đây rõ ràng là cái bẫy phải chết. Đáng ghét, tôi chán rồi đấy. Tính nhân thôi. Tôi nghe thấy bước chân của mày rồi. Chính là ở đây. Chết đi, M. Đá. Ai đặt viên đá thế này? Tiếng kêu thảm thiết của mày đúng là thích tai mà, M. Đúng là một người chơi khiến người ta đau đầu. Cơ thể của mình. Không, tao là kẻ chưa bắt mà. Người chưa bắt lại làm sao rồi? Suy cho cùng mày cũng chỉ là một người chơi. Là người chơi thì không thể vô địch được. Vô địch rồi thì chơi trò này thế nào? Nhưng rõ ràng tao đã đánh trúng mày rồi mà. Sao mày có thể bình an vô sự như vậy? Mày tưởng chỉ mình mày có thể dự đoán sao? Tao chỉ dự đoán được suy đoán của mày mà thôi. Nếu không phải ngã, lúc đó mình đã chết rồi. Chỉ trách mày tự đại quá thôi. À đúng rồi, có một việc tao quên nói với mày. Thật ra kiếm thuật của mày đúng là rất là tệ. Không. Người chơi M đã giết người truy bắt thành bách nguyên số 2. Còn lại 3 người truy bắt. Ôi, tao không nghe nhầm chứ. Lão đại giết được kẻ truy bắt rồi. Đúng vậy, tôi không nghe lầm đâu. Lần đầu tiên tham gia trò chơi không gian thì trùng hợp vào cùng một trò chơi với lão đại. Lúc đó một mình anh ấy đã giết được 12 kẻ truy bắt đó. Vậy ván này mình đi theo lão đại, chẳng phải có thể 5-0 mà thắng sao? Có thể nhanh chóng suy đoán ra quy tắc chạy chết của kẻ truy bắt. Hơn nữa, còn khéo léo lợi dụng đạo cụ trò chơi để bỡn cợt kẻ truy bắt. Không hổ là đại lão M của chúng ta. Có muốn sử dụng thủy tinh tức thời để đổi đêm thành sáng, từ đó đẩy nhanh tiến trình trò chơi không? Hả? Kích hoạt hiệu quả đạo cụ. Chết tiệt, sao cái tên M đó lại làm được vậy? Chẳng lẽ là quy tắc phải chết? Muốn chạy trốn, người chạy trốn đã suy đoán ra quy tắc bắt buộc phải chết của Bắc Nguyên, sau đó lợi dụng điểm yếu của Bắc Nguyên này, tiện thể tiêu diệt thắng hư. Cũng không phải là không có khả năng này. Chị, giờ chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta chỉ còn lại một cơ hội miễn chết thôi. Tôi không muốn lãng phí cơ hội ở nơi này.
kẻ truy bắt đã chết. Thế cục sẽ kích hoạt phần thưởng ẩn. Các người có thể tự do chọn một kẻ trốn tránh làm nội gián để có được một số tin tức đặc biệt về lâu đài thần bí. Những tình báo cụ thể này có thể giúp các người thuận lợi tiến hành nhiệm vụ truy bắt. Tốt lắm! Bây giờ ngay cả hệ thống trò chơi không gian cũng đứng về phía chúng ta. Bây giờ có phần thưởng ẩn này rồi. Cho dù chúng ta muốn thua thì cũng hơi khó đấy. Địa điểm manh mối chỉ đến. Manh mối chạy chỗ một, tiến bộ. Chắc là chỗ này rồi. Đại lão, đại lão. Chúng em đến rồi, đại lão. Bạn cháu nhỏ. Đại lão, vừa rồi trong đêm khuya, chúng tôi đã dựa theo đạo cụ đặc biệt của Giao Giao để đánh dấu toàn bộ vị trí của rương bó vạc trên bản đồ rồi. Đăng quá. Thẻ bản đồ có tổng cộng 10 rương báu vật. Trước mắt, khu vực lâu đài còn lại 2 rương báu vật chưa mở ra. Khu vực công viên giải trí và khu vực thư viện. Mỗi khu còn lại 1 rương báu vật chưa mở. Hay thật, bản đồ lớn như vậy mà chỉ có 10 rương báu vật thôi sao? Đúng vậy, 8 tiểu đội, 24 người trốn. Mỗi một tiểu đội vừa phải né tránh sự truy sát của kẻ địch, vừa phải nghĩ cách nhanh chóng tìm đủ 3 rương báu vật. Đúng là không phải một việc dễ dàng gì. Xem ra, vẫn là kẻ truy bắt vượt hải đơn giản hơn. Hả? Sao lại nói như vậy? Dựa theo tình hình hiện tại, kẻ truy bắt chỉ cần loại hết những người trốn, thì chẳng phải sẽ thuận lợi qua ải sao? Được rồi, bây giờ nhiệm vụ gấp hiện tại của chúng ta là phải nhanh chóng tìm thấy rương báu vật thứ 3 mới được. Thì sau khi mở rương báu vật thứ 3, hệ thống mới công bố manh mối thứ 2 để chúng ta chạy thoát. Tìm, tìm. Không có. Ở đây cũng không có. Không thể nào, dựa theo bản đồ vừa rồi, rương báu vật ở thư viện phải ở đây mới đúng chứ. Có người đến. Không phải là kẻ truy bắt đến đây rồi chứ. Nghe tiếng bước chân này hình như chỉ có một người. Kẻ đó đến rồi. Đến rồi. Đang đi bước chân tử thần đến rồi. Ôi, chúng ta đừng tự hù dọa bản thân nữa có được không? Mềm, mềm quá. Lỡ đâu đây không phải là kẻ truy bắt thì sao? Hay là hai người buông tôi ra trước, tôi ra ngoài xem thế nào? Không được. Mềm, mềm mại quá. Đến rồi, đến rồi. Cửa mở rồi. À, có làm phiền mọi người rồi phải không? Không, không có. Đã bảo là đừng chúng ta từng tự hù dọa bản thân mà. Thật ra không phải là kẻ truy bắt. Ờ, là cô à? Hai người biết nhau à? Tôi từng gặp cô ấy trước khi trò chơi trốn tìm kia bắt đầu. Không ngờ lần này chúng ta lại trùng hợp được chia vào cùng một trò chơi. Đúng là trùng hợp thật. Trùng hợp mà được ghép vào cùng một trò chơi sao? Một người xếp hạng thứ 3 thế giới không gian. Sao lại? Chị Hoa Gai, chị sao vậy? À, không sao, không sao. Đúng rồi, sao chị lại xuất hiện ở đây một mình? Đồng đội của chị đâu? Bọn họ à, từ lúc bắt đầu đã bỏ rơi chị rồi. À, tại sao lại thế? Chia bài tôi không rút được đạo cụ tốt, cảm thấy tôi liên lụy nên vứt bỏ tôi đi. Nhưng vừa nãy hình như bọn họ đều bị người truy bắt loại rồi. Thì ra là vậy. Nếu giờ chị đã đi một mình, vậy hay là chị đi cùng chúng em đi? Dù sao, người đông sức mạnh càng lớn mà, có thêm một người cùng tìm rương báu vật, cùng chia sẻ manh mối, mọi người cùng tiến gần thoát khỏi lâu đài hơn một bước rồi. Có lý đấy. Dù sao mọi người đều là người lẩn trốn, đều có chung một mục tiêu. Chỉ cần có thể hóa giải manh mối để thoát ra, chúng ta đều có thể rời khỏi nơi này. Nếu mọi người đã thật lòng mời tôi, thì tôi cũng không vấn đề gì.
Nhưng tôi có thể thuận lợi gia nhập vào đội của mọi người hay không? Còn phải xem đại lão M có đồng ý không đã. Mong chờ. Cùng nhau tìm kiếm manh mối, không thành vấn đề. Thật không? Đương nhiên rồi. Đều là người lẩn trốn, mọi người có thể hợp tác cùng có lợi mà. Tốt quá rồi, như vậy chị có thể đi cùng chúng em rồi. Có thể thu nhận tôi trong trò chơi cạnh tranh thế này, thật sự rất cảm ơn mọi người. Giờ chúng ta đã là đồng đội rồi, chị không cần khách sáo như vậy đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng rồi, lúc trước cô có tìm thấy rương báu vật nhiệm vụ không? Ừ, tôi tìm được 2 rương, nhưng tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ riêng đầu tiên. Vậy nên giờ tôi chỉ còn một manh mối chạy trốn. Có tiện cho chúng tôi xem thử không? Tất nhiên là được. Manh mối đã được chia sẻ cho mọi người rồi. Đề toán. Các hệ thống trò chơi không cung cấp manh mối đơn giản như vậy đâu nhỉ? Manh mối số 1, 0, cộng 5, trừ 1, trừ 8. Trong trò chơi không gian, chuyện gì cũng có thể. Tôi biết rồi. Nhanh vậy à? Nói một cách nghiêm túc, manh mối này cũng được xem là một đề thi toán, chẳng qua là làm phép cộng trừ ở chữ cái tiếng Anh thôi mà. Mình hiểu rồi, chữ O ở đây không phải là O mà là chữ cái tiếng Anh, đúng vậy. Lắp xếp theo thứ tự của 26 chữ cái tiếng Anh, lấy chữ O làm điểm khởi đầu, bên phải là dương, bên trái là âm, dịch chuyển 5 chữ cái sang phải là sẽ có chữ T. Sau đó, dịch từ chữ T sang trái thì sẽ có được chữ S. Cuối cùng, từ S di chuyển sang trái là 8 chữ, có chữ K. O-T-S-K. Vậy nên kết quả cuối cùng chính là O-T-S-K. Nhưng mà O-T-S-K đây hình như cũng không phải là từ tiếng Anh mà nhỉ? Liệu có phải là viết tắt gì đó không? Nếu không nhìn chữ O trong này thì TSK còn lại chỉ là một từ viết tắt. Ồ, vậy sao? Mấy kẻ truy bắt đó là người ở đâu? Bọn họ đều là người chơi đến từ Nhật Bản. Nếu tôi đoán không nhầm thì manh mối cuối cùng dẫn đến địa điểm trốn thoát. Chắc là thư